Xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt ở đường Monterey, thành phố San Jose, bang California, miền Tây Hoa Kỳ. Chiều ngày thứ tư, 14 tây tháng 10, 2020. Hoàng hôn đang buông xuống bầu trời Cali. Chạy một vòng nếu vị ngắm San Jose buổi chiều tà. Đó, phía trước đây là cây cầu vượt để quẹo ra đường 101 đó vị, là đường xuyên bang đi về Los Angeles, LA, phía nam Cali, hoặc là đi về phía bắc Cali, đi lên đến tận bang Washington, Seattle đó. Đó, đường ở Mỹ thì len rồi chạy nó êm cái gì, rộng rãi, và dọc đường người ta trồng cây xanh rất là đẹp. Bên phải trồng nhiều cây neem, cái cây mà xứ Phan Thiết, Phan Rang mình trồng ở vùng khô hạn đó, thì đây người ta trồng dọc theo đường. Và bên phải là đường rây xe lửa chạy xuyên bang từ phía nam Cali giáp với Mexico, Mỹ đó, chạy qua tới phía bắc Cali, San Jose, San Francisco, rồi đi về lên tới Seattle, Washington luôn. Đó, tức là đường bộ và đường sắt chạy song song với nhau, xuyên bang. Thì nước Mỹ được mệnh danh là một trong những nước có cơ sở hạ tầng đường sắt, đường bộ, đường biển, đường sông, đường hàng không tân tiến nhất thế giới vậy. Đó, xen kẽ mình thấy có cây cây cọ giống giống như cây thuốc nốt ở Campuchia vậy đó. Và qua đoạn này trồng cây rậm rạp gì, thấy mát không? Nhiệt độ San Jose giờ khoảng 24 độ C vậy. Rồi, một vòng San Jose cho chị thấy khung cảnh ngoài cái khí hậu sa mạc, thì người ta vẫn trồng cây xanh để giữ độ mát cho thành phố thung lũng mệnh danh là Silicon. Thank you, hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo. Bye bye.